có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? À, tôi là Phùng Đức Thắng, tôi đến ở Từ Liêm Hà Nội. À, và chắc là hôm nay một ngày chủ nhật, chắc là mình đi tham quan một số với bạn bè đúng không ạ? À, và chắc bạn đang là sinh viên đúng không ạ? À, và bạn đang bây giờ xin mời bạn uống nước khoáng thiên nhiên Lavi, và giờ là chúng ta sẽ chia sẻ những suy nghĩ về sản phẩm Lavi của con. Và sau khi uống cái Lavi rồi thì bạn cảm nhận như thế nào ạ? Sau khi uống Lavi thì em thấy cảm thấy mát, nó ngọt, cảm nhận và nó cực kỳ là mềm mát và thơm dịu. À, vâng, và nhất là ngay trời nắng nóng như này đúng không ạ? Và chúng ta uống nước thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là sảng khoái trong người, mềm mát và thanh dịu. Vâng, cảm ơn bạn.